Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Có một người cũ rất là khao khát được gặp lại bạn vào lúc này Họ là ai? Và hành động của họ là gì? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 Để xem coi có một cái người cũ Họ rất là muốn gặp bạn vào lúc này Gặp lại bạn vào lúc này Và họ là ai Hành động tiếp theo của họ là gì à, Và đây là những trò bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chưa nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 các bạn từ một là những người có khả năng hiện đang trong một cái thời điểm có sự gọi là đổi mới chính mình hoặc là có sự gọi là thức tỉnh giác ngộ các bạn là những người rất là nhanh nhẹn, thông minh và có khả năng là một người tràn trề sự nhiệt quyết nhiệt tình và soi nổi hiện tại dường như mình thấy các bạn có một cái sự gọi là không có nhanh như lúc trước mà các bạn có sự từ tốn hơn biết suy nghĩ hơn và có sự gọi là biết uh, giữ bí mật hơn ừ. các bạn không có để bản thân của mình trở nên quá ồn ào như lúc trước À, và có sự gọi là hiện tại đối với bạn bây giờ bạn khao khát một cuộc sống độc lập về tài chính một cuộc sống thoải mái và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái sự tác động bên ngoài hoặc là không có bị sống lệ thuộc vào người khác kiểu vậy ở đây có một số bạn các bạn có tiền nhưng mà bạn có sự giấu kín ha bạn là một người rất là bí ẩn có thể là bạn che giấu tiền lương của mình thật nói chung là bạn có tiền nhưng bạn không có thể lộ ra bên ngoài bạn ý thức được một cái sự gọi là càng dễ khoe thì càng dễ mất hoặc là có thể các bạn một người không có thích vô trương ừ. hiện tại thì như mình nói bạn đang rất là chuyên cần chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền và có thể năng cuộc sống của bạn cũng đã có những cái vết thương những cái đổ nát những cái tổn thương gì đó nhưng mà mình thấy các bạn cũng khá là ổn định trong cái thời điểm này các bạn có thể nhìn nhận cái vấn đề của mình và tìm ra cách giải quyết cũng như có sự thay đổi cái tư duy và cái hành động của mình để làm sao cuộc sống của mình có sự thay đổi theo cái cách tốt nhất có nhiều điều kết thúc trong cuộc sống của bạn hoặc cái tình yêu này kết thúc trong cuộc sống của các bạn á nó mang tính chất rất là đột ngột hoặc là có khả năng là do có sự tác động của ân trên nha yeah. cho nên là mình thấy có thể là một số bạn đã kết thúc hoàn toàn hoặc mất liên lạc hoàn toàn hoặc là một cái sự kết thúc gì đó rất là vội vã hoặc là kết thúc về những cái vấn đề gì đó nó cũng không có đáng chỉ vậy uhm. nhưng mà dường như các bạn đã giữ được cân bằng rồi bình tĩnh và suy si xét mọi thứ rồi à hiện tại có thể là một số bạn không có muốn kết nối tình cảm nữa mà bạn muốn kết nối với tài chính của mình nỗ lực để làm sao cuộc sống của bạn có sự đủ đầy càng đủ đầy càng tốt ừ. trời để mình xem với người cũ của bạn là ai à, đối với những để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì cái đối tượng mà gọi là người cũ nào họ đang muốn rất là muốn gặp bạn vào lúc này ừ thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha rồi người cũ nào muốn kết nối lại với các bạn nữ xem cho bài vào lúc này ở đây mình thấy người này rất là nhanh có thể là họ là một người ưa tốc độ họ nhanh nhẹn người này cái khả năng là nhìn cũng trẻ trung à, cũng là một người hăng say nỗ lực có khả năng cái người này là một người cả thèm chống chán cho hạn người này dường như họ là một người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau hoặc họ rất là giỏi về ngoại ngữ hoặc là có thể là hay đi công tác đi du lịch nước ngoài nhiều người này họ rất là yêu quý bà hoặc là mẹ của họ nha ngoài ra có thể là có một số trường hợp là cái người này kiểu như là họ ba của họ mất sớm chẳng hạn hoặc là họ không có cái sự gọi là kiểu gần gũi với ba của mình mà họ có sự gần gũi với ba hoặc là bà với mẹ hoặc là bà của mình nhiều nhất Người này dường như cảm xúc rất là nhiều ha, Rất là đông đầy tình cảm Và họ cũng là một người biết cân bằng Biết nhìn nhận mọi thứ Và hiện tại họ đang có sự đối mặt với vấn đề của chính mình Đó Đối mặt với cảm xúc của chính mình ừ. Họ rất là thích mèo Có thể họ có nuôi mèo ha Họ cũng rất là thích chim chóc ừ. Và cái đối tượng này Mình thấy cái khả năng họ trong quá khứ Là một người hơi nóng tính, hơi vội Hơi bốc đồng ừ. Đây là một người họ đang bước vào cuộc sống mới đổi mới chính mình hoặc là suy nghĩ theo một cái hướng mới thay đổi con người của mình họ đang bước vào cái giai đoạn của sự thức tỉnh giống như các bạn có thể họ đã ngộ ra được một số nhiều điều gì đó trong cuộc sống của mình mọi thứ trở nên rõ ràng hơn chứ không còn gọi là kiểu quá lu mờ ừ. người này có thể thích ngắm hoàng hôn hoặc là thích ngắm trăng à. Nói chung người này cũng khá là điển trai và mạnh mẽ đó có thể người này tuổi mèo ha thấy họ rất là thích mèo luôn người này có khả năng là họ cũng có khả năng tiên đoán dự đoán hoặc là họ cũng là một người thích xem về tâm linh tiên tri rồi đó ừ. ngoài ra có thể họ ở một cái nơi nào đó có thể cũng hay có bão tố hoặc là uh, sóng gió ha. Uh, ở đây mình thấy có thể là người này là một người có khả năng là tồn tại trong những cái thời điểm gọi là khó khăn nhất trong cuộc sống người này có thể thích tặng quà cho người khác hoặc là trong cuộc sống của họ cũng hay được tặng quà ừ đấy là công việc của họ có khả năng là họ cũng hay được thăng chức chẳng hạn đây là một người như mình nói tính rất là nóng hoặc là ở đây mình thấy có thể là cái người này đã từng bị người khác rồi làm làm cái gì đó gây cho họ cái sự khó dễ hoặc là nguyền rủa họ chẳng hạn đây là một người có khả năng là họ cũng biết lo lắng biết chuẩn bị biết sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn cẩn thận ha. ở đây mình thấy cái khả năng là cái người này với bạn có thể là chia tay nhau có khả năng là một phần là do vấn đề sức khỏe ừ. à, hoặc là có khả năng là hai người có cái sự nóng tính ừ. ở đây mình thật là có khả năng là cái người này mình thấy um, có người thứ ba chẳng hạn hoặc là kiểu như là cái người này uh, họ có nhiều sự chọn lựa cho nên là lúc đó có thể là họ cũng không có sợ mất các bạn cho nên, nên có một cái sự có cái toi ca và chia tay cái vậy ừ. ở đây mình thấy người này họ đang cảm thấy rất là hối tiếc rất là hối hận rất là đau buồn bởi vì cái sự chia tay này ví dụ như lúc trước họ đã làm cái điều gì đó sai trái các bạn khiến cho bạn tổn thương thì họ gặp một cái người nào đó khiến cho họ bị tổn thương như bạn đã từng bị và người này họ bị cái sự nghiệp quật cho nên là họ có một cái sự là ngậm đắng nuốt cay buồn bã và nhớ về cái thời khắc mà họ đã gây với các bạn cái nỗi buồn đó và bây giờ họ có sự hối hận và họ có sự hối tiếc họ cảm thấy mất mát họ cảm thấy bây giờ có thể họ mới ngộ ra bạn chính là cái người đem đến cho họ cái sự quan tâm sự ân cần sự chu đáo một người đã chăm sóc họ rất là nhiều rất là yêu thương họ nha và đồng thời họ mới thấm thía được rằng họ rất là may mắn khi gặp được các bạn có thể họ gặp một cái người nào đó mà không quan tâm họ không thương họ thật lòng có một sự từ chối họ khi họ đau bệnh không chăm sóc họ có sự dễ dàng thay đổi yeah. họ chỉ cái người đó họ yêu thương bản thân hơn là yêu thương họ hoặc là có một sự gọi là không có đáp ứng những nhu cầu của người này không có khuất phục cái người này và có sự gọi là dễ dàng rời khỏi cái người này khi mà họ gặp khó khăn thì có thể người này họ đang cảm thấy rất là đau buồn bởi vì họ đã đánh mất một cái vì sao may mắn của chính mình họ cảm thấy hối tiếc cho nên có thể là họ rất là hoặc là dạo gần đây có thể người này họ cảm thấy nhớ và họ có những cảm giác rung động hoặc là họ cảm thấy bạn chính là cái người thật sự đã tốt với họ họ khao khát một cái sự quan tâm một sự tình cảm một cái sự gọi là yêu thương như lúc ban đầu bạn đã đem đến cho họ à, mình thấy là như vậy mọi thứ có sự chuyển đổi Ừ, như mình nói đó, công bằng công lý được thực thi. Ừ. Và họ đang tự hỏi liệu bạn có buồn, có còn nhớ đến họ hay không. Bây giờ người này mới có thể thấm đẫm được cái nỗi buồn của các bạn đó. Và họ đang tự hỏi liệu bạn có khỏe hay không. Cuộc sống bạn như thế nào? Ngoài ra có một số bạn là có thể là còn vẫn còn có khả năng kết nối hoặc là nhìn thấy được nhau hoặc là có thể theo dõi từ xa thì cái người này họ thấy bạn càng ngày càng nắm giữ cuộc đời của mình càng ngày càng xinh đẹp càng tài năng càng giỏi giang à, càng phát triển cho nên họ cảm thấy tiếc à. họ cảm thấy như bạn đã quên họ thật rồi và không còn nhớ đến họ nữa bạn đã thật sự lạnh lùng đã quay mặt đi đã bước sang một cái cuộc sống mới hoàn toàn và tới lúc mà bạn không còn lụy không còn cảm tình cảm nữa thì cái người này họ lại lụy các bạn trở lại như vậy và họ buồn nhất là khi mà họ bị bệnh đó không ai quan tâm và chỉ có khả năng là bạn đã từng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc nâng đỡ và bây giờ họ cảm thấy rất là đơn coi cảm thấy lạnh lẽo cảm thấy trống vắng Ở đây có một số bạn là có khả năng các bạn mất lý kết nối hoàn toàn Hoặc là các bạn chặn nhau rồi Hoặc là có thể là bạn kiểu như cái người này Họ hối tiếc hối hận Nhưng mà cái hành động của họ thì mình thấy họ không có làm gì cả uh, Kiểu như là có thể một số bạn đã chặn rồi Họ đâu có thể kết nối được Hoặc là họ đợi chờ bạn kết nối lại với họ Cho họ cơ hội nha yeah có thể người này có sự tâm linh tương thông nói với bạn thông qua giấc mơ hoặc họ manifest các bạn hoặc là có thể là dạo gần đây các bạn hay ám ảnh về cái người này bởi những cái bài hát hoặc bởi những cái câu từ những cái gì đó gợi nhớ về họ rất là nhiều đó chính là xuất phát từ cái tâm trí tâm thức của họ họ muốn nói chuyện với bạn muốn bạn có một sự giống như thúc giục các bạn hãy kết nối lại với họ hoặc là họ mở hãy mở chặn họ ha và để nói là họ có hành động gì hay không là không mà chỉ là cái sự ừ, nhắn tin hoặc là gửi gửi thông điệp cho bạn thông qua giấc mơ ừ, thông qua suy nghĩ thôi rồi để mình xem coi à, đối với những bạn nam xem cho bài thì à, để xem có người cũ nào mà gọi là đang muốn gặp lại bạn một lần nữa hay không à. Ở đây mình thấy hầu như là ít, không có nhiều, hầu như có khoảng 60% cái người cũ nào đó của bạn họ đã có người yêu rồi. Họ cũng rất là bận rộn với cuộc sống kiếm tiền cho nên là có khả năng là họ không có muốn. Và chỉ có 10% một cái người nào đó mà họ đang gọi là cảm thấy rất là nặng nề bước vào cuộc sống của mình rất là mỏi mệt thật họ có khả năng cũng có đối tượng yêu đương nhưng mà cuối cùng lại không đi đến đâu. Và họ đang phải gọi là cảm thấy rất là cô đơn, cảm thấy quạnh dáng, cảm thấy buồn bã và họ đang cố gắng chữa lành vết thương chữa lành sức khỏe tinh thần thể chất của mình họ đang bắt đầu phát triển bản thân mà muốn trở thành một con người mới hoàn toàn ừ. bạn này có người này có khả năng là có khả năng biết chăm sóc sức khỏe của bản thân hoặc sức khỏe cho người khác họ rất là thích trồng hoa trồng cây hoặc rất là thích nghiên cứu đọc sách rồi đó ừ. và người này cũng được rất là nhiều người yêu mến ha? hoặc là có khả năng rất là mang cái nguồn năng lượng khá là được nhiều người yêu thích à... Và ở đây mình thấy có thể là cái người này có nhiều người thích họ nhưng mà có thể Như mình nói khoảng 10% cái người này họ cảm thấy chỉ muốn ở một mình thôi Họ không có muốn kết nối hoặc là kiểu như yêu ai cũng không thành Cho nên cái người này họ đang tập trung hơn vào cuộc sống của mình Họ đang rất là bận rộn kiếm tiền trong thời điểm này Người này người nữ nhưng mà tính họ rất là nam tính Hoặc là họ làm việc như một người nam nhi gì đó Luôn bình tĩnh, luôn kiên nhẫn, ha từ từ Và cố gắng người này luôn khao khát một cái tình yêu đẹp ngọt ngào và ấm áp lãng mạn và luôn có sự thấu hiểu gắn kết với người yêu thì có khoảng 10% phần trăm là cái người đó ừ. người này có nụ cười khá là đẹp có vầng trán rộng cao mắt uh, đôi mắt có khả năng là mắt ví lót ha à. và có thể họ thích tích tóc hoặc tóc dài và có thể người này họ trẻ hơn các bạn ừ. đây là một người có thể họ gần cha mẹ ha hoặc là người này có khả năng là luôn muốn có được một cái người có khả năng là đi đến cái cái yêu đương kết nối tình yêu đến tận cùng người này có thể họ làm trong những lĩnh vực liên quan đến bất động sản ừ. và ở đây mình thấy có thể là họ uh, có khả năng là trong cuộc sống của họ đang trải qua một số kết thúc biến cố gì đó và ngoài ra có thể cái người này uh, họ là một người cũng có nhiều bạn bè ha Ừ. bên cạnh đó có thể người này là một người luôn cố gắng để đạt được cái tiền mình muốn quyết tâm cũng thể là có rất là nhiều trường hợp người này họ làm liên quan đến bất động sản uh, hợp đồng ký kết giấy tờ hồ sơ và luôn cố gắng để có được cái hợp đồng có được khách hàng như vậy ở đây mình thấy có thể là uh, có một số bạn là có cái người gọi là kiểu muốn gặp lại các bạn một lần nữa và có thể cái người này là một người làm ra tiền bạc rất là tốt và hiện tại đối với họ thì có thể là tài chính là quan trọng ừ. thì uh, mình thấy có thể là chỉ hai phần trăm thôi, hai mươi phần trăm thôi, bởi vì 80% mươi phần trăm thì có khả năng cái đối tượng này họ đã rời khỏi cái mối quan hệ này rồi và đầy những sự tổn thương cho nên là họ không còn muốn nhớ đến nữa mà muốn khép lại ừ và có khả năng mối quan hệ này khiến họ cảm thấy lẻ lo cảm thấy cô đơn cảm thấy buồn bã cảm thấy là bị phụ bạc hoặc là kiểu như là đánh mất niềm tin của họ cho nên là có khoảng 80% đã rời khỏi mối quan hệ này và không muốn gặp lại lần nào nữa nha và chỉ có khoảng 20% là có khả năng là cái người mà họ với bạn chia tay nhau bởi vì có thể là hay bạn có những cái sự hiểu lầm gì đó có thể là người này họ nghĩ bạn có ai đó khác ngoài họ họ cảm thấy cô đơn hoặc là bị phụ thuộc cảm xúc trong mối quan hệ này rồi hai người chia tay ngay kết nói và khiến cho họ khiến cho bạn có nhiều tổn thương bởi những cái lời nói mà họ gây ra các bạn thì mình thấy là cái tình huống đó ha Mà có thể người này với bạn đã từng hẹn ước, từng uh, vui vẻ với nhau và từng rất là khao khát tiến đến hôn nhân nhưng mà lại không có cái kết đẹp, đã có sự rời đi và trong cái sự gọi là lạnh lẽo và cô đơn buồn bã cho nên là cái người này có khả năng là đâu đó vẫn còn muốn có sự gặp lại nhau bởi vì họ còn cảm thấy chống trải cảm thấy quạnh vắng bởi vì họ nghĩ họ đã làm cho bạn rất là buồn cảm thấy rất là nhức nhói nha thì có khoảng như mình nói 20% phần trăm là cái cái trường hợp đó, đó trường hợp mà họ gây tổn thương các bạn nhức nhói con tim của bạn họ cảm thấy có một sự cảm thấy có lỗi ha kiểu vậy hoặc là có thể họ rời bạn bởi vì um, vấn đề về sức khỏe á, hoặc là tài chính của bạn nó không được tốt ừ. hoặc là kiểu như là có khả năng là do sự nghiệp bấp bênh vân vân thì mình thấy là cái tình huống đó ừ. tình huống đó có thể là hiện tại người này họ đang cũng đang rơi vào cái giai đoạn gọi là khó khăn tổn thương hoặc là tiền bạc thất thoát hoặc là có thể họ cũng đau lòng bởi vì họ bị người khác rời khỏi họ bởi cái tình trạng y chang mà họ rời khỏi các bạn ừ. thấy cái người này mình thấy họ vẫn còn mơ về và nghĩ về các bạn có thể ước mơ được gọi là yêu nhau một lần nữa làm mới lại tình yêu hoặc là có khả năng hay nghĩ về nhớ về những cái thời điểm hai người đã có những cái sự ân tình ha ngọt ngào với nhau và đang cảm thấy rất là cô đơn giá lạnh và cái mối quan hệ này có quay về được với nhau hay không là có thể là do bạn có chấp nhận hay không thôi bạn có hành động hay không thôi chứ người này có khả năng là họ không có hành động gì cả bởi vì họ cảm thấy đã bích đường trong cái mối quan hệ này rồi chỉ có thể gặp qua giấc mơ chẳng hạn ừ. Uhm nè đây người này họ gặp một người nào đó rất là lạnh nhạt với họ và không có ân cần không có yêu thương họ như bạn đã từng nên người này họ cảm thấy rất là tiếc nuối ừ. rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó bò cạp bạch dương kim ngưu market song tử cự giải chữ cái trong tên chữ y dài chữ b phở cái trong tên của bạn của người đó m z l r q u x và f rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào dạ các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Để xem coi có cái người cũ nào đó đang gọi là muốn gặp lại bạn một lần nữa Và lúc này họ là ai, hành động của họ là gì Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người có thể là đang có rất là nhiều việc phải làm Rất là bận rộn bận rộn tâm trí và là một người có rất là nhiều ý tưởng có nhiều sự sáng tạo có thể các bạn đã trải qua một cái biến cố gì đó rất là lớn cho nên hiện tại có thể một số bạn các bạn um, đang rất là um, có sự gọi là bấn loạn tâm trí tinh thần hoặc là có thể là đang có rất là nhiều cái, những cái như gì đó cần phải thực hiện trong thời điểm này um, hoặc là đang gọi là tìm kiếm công việc tìm kiếm hướng đi con đường rõ ràng hoặc có một số bạn đang có những vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó cần phải giải quyết đây mình thấy các bạn là những người lý trí mạnh mẽ quyết đoán dứt khoát ha, thông minh và có sự nhạy bén có sự tinh tế một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn cũng là một người năng động và ừ. là một người rất là thượng tôn pháp luật là những người tin vào luật nhân quả khá là cao một số bạn ở đây sắp có những cái chiến thắng thành công liên quan đến giấy tờ pháp lý chứng chỉ nha à, bạn sẽ thành công cho nên là nếu như bạn có những cái trộn rộn bất an gì đó thì có thể là nó sẽ kết thúc thôi miễn là các bạn luôn giữ vững lòng tin và có sự cầu nguyện với ân trên và có sự tìm kiếm thông tin tài liệu rõ ràng thì chắc chắn cái sự chiến thắng sẽ nghiêng về phía các bạn ừ, hiện tại công bằng công lý đang được thực thi trong cuộc sống của các bạn đó ở đây mình thấy có thể năng cái mối quan hệ gì đó trong cuộc sống của bạn kết thúc là bởi vì đây là một cái liên quan đến cái nghiệp chướng nghiệp nợ đó yeah, cho nên nó kết thúc là điều cần thiết ừ, nó được đã được gọi là định sẵn rồi đã được gọi là đó nó có khả năng là một cái bản kế hoạch một cái bản hợp đồng linh hồn giữa hai người đã xong rồi yeah. rồi để mình xem coi ờ uh, đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì cái người cũ nào mà họ đang muốn quay muốn um, gặp lại bạn một lần nữa uh, thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn đang cũng vậy ha người cũ nào muốn quay trở về gặp các bạn nữ một lần nữa vào lúc này người này là một người hay đi du lịch hay chuyển đổi và có khả năng cuộc sống người này có khả năng là hay thi đấu hoặc là hay có cái sự cạnh tranh trong công việc cũng hơi nóng tính là một người có thể là luôn muốn chiến thắng trong những cái trận chiến trận tranh cãi và không có muốn thua ai hết nha yeah. có lòng tự tôn khá là cao và đây cũng là một người có đôi mắt hiền từ ha và là một người có thể mạnh mẽ có tràn trề sức sống ừ. có thể là một người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau hoặc cái màu tóc của người này có thể tóc bạc hoặc là có thể họ cũng thích nhuộm tóc chẳng hạn cái đối tượng này thì mình thấy có thể là họ à, là một người rất là khỏe mạnh luôn là một người uh, hay chạy nhiều hoặc là có thể là chạy xây nhanh hoặc là đây là một người kiểu uh, họ với bạn đã từng nhắn tin qua lại với nhau và có thể là cái người này đang ở trong cái trạng thái nuối tiếc buồn bã mất mát tổn thương người này có khả năng là họ đang cố gắng đấu tranh cho những điều mình mong muốn có thể cuộc sống người này có rất là nhiều những cái vấp pháp những cái trở ngại hoặc là những cái sự tranh đấu những cái sự gọi là chống đối từ người khác chẳng hạn Ừ. cái người mang năng lượng nam này mình thấy có thể là họ có sự háo thắng hoặc là họ là một người hay đi đây đi, đi đó nhiều có thể có hàm răng trắng đẹp <laughs> cũng khá là điển trai đó ha à, hay di chuyển và ngoài ra có thể là thân thể cứng cáp giống như một cái chiến binh vậy đó một cái người ra trận mạc vậy đó và họ cũng có rất là nhiều ước mơ hy vọng hoặc có nhiều hoài bão người này cũng rất là bận rộn tâm trí họ khả năng cũng có rất là nhiều điều rất là muốn làm muốn thực hiện nha yeah. Hiện tại có thể người này đang đi du lịch hoặc là đi công tác nhiều Đã có sự chuyển đổi gì đó trong cuộc sống của họ Và người này cũng có cái nguyên tắc riêng, cũng có sự trật tự kỹ cương riêng cho bản thân Người này theo cái nguồn năng lượng thì mình thấy có vẻ như bạn là cái người kiểu như là lý trí hơn Hoặc là bạn biết suy nghĩ hơn, biết phân tích vấn đề hơn cái người này Người này có khả năng là họ hơi suy nghĩ nông cạn hoặc kiểu như là thiếu cái sự gọi là bình tĩnh để giải quyết vấn đề, họ luôn là một người luôn chủ động trong mọi thứ mọi việc và làm gì cũng rất là nhanh nhưng nhưng mà có thiếu, thiếu cái sự tinh tế. À, cẩn thận á. Đây là một người có khả năng là họ đang rơi cái giai đoạn có thể là khó khăn, thất bại gì đó trong cuộc sống của họ. Ừ. hoặc là cái người này thích giúp đỡ cho những người khó khó khăn cơ cực khó nghèo. Người này có thể cũng có nhiều bạn bè ha ừ, Hoặc là làm việc kết nối với mạng lưới bạn bè Hoặc là làm việc online Và có thể người này cũng là một người đang nhớ khá là nhiều về những kỷ niệm Có thể là họ Họ đang nhớ hình à, Họ có khả năng đang lấy hình ảnh của bạn ra xem nữa Và người này có thể là họ cũng có nhiều bạn nữ ừ. Cũng là một người thích tiệc tùng ha Vui vẻ Người này là một người luôn có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống hoặc đây là một người có khả năng là họ cũng hay có những cái lo lắng trong việc đưa ra quyết định hay chần chừ có thể người này là giỏi nấu ăn ha hoặc là họ có khả năng quản lý mọi thứ cùng một lúc và họ cũng là một người rất là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực của mình một người có tài năng hoặc là một người có chuyên môn hiện tại có thể là người này rất là muốn uh, lặp lại muốn là gặp lại để có thể nói lại tình xưa khoảng 60% còn có một số bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng nào đó đã có người yêu rồi không phải chỉ có khoảng 60% là cái người này còn đơn coi còn giá lạnh và đang, đang muốn gặp lại bạn một lần nữa họ cảm thấy nuối tiếc cho cái mối quan hệ này họ muốn có sự bắt đầu lại cái mối tình yêu này họ nhớ về những kỷ niệm xưa do xưa yêu dấu mà bạn đã đem đến cho họ họ yêu bạn giai đoạn này họ yêu bạn rất là nhiều À, và ngoài ra có thể nếu mà họ có thể làm điều gì đó để có thể cứu vãn có khả năng họ nghĩ là họ sẽ làm họ nhớ về bạn mọi lúc mọi nơi và trong công việc nữa à, và hình ảnh của bạn trong mắt họ là một người tự tin một người xinh đẹp một người tỏa sáng một người thông minh nhạy bén à, một người khôn ngoan và là một người có sự thúc sức thu hút có sự quyến rũ và có sự độc lập yeah. Mình thấy là như vậy Nói tượng này có khả năng là họ đấu tranh tâm lý rất là nhiều để có thể quên được bạn nhưng mà không có quên được. Yeah. Bạn vẫn luôn ở trong tâm thức của họ, trong suy nghĩ của họ. Người này mình thấy có thể là hai bạn có sự rời đi. Nhưng mà họ có vẻ rất là lạnh lùng rời đi hoặc là rất là dứt khoát nhưng mà cuối cùng họ chỉ gọi là che giấu thôi chứ thực sự trong lòng họ họ cảm thấy tiếc họ cảm thấy nhớ cảm thấy buồn à, người này họ có khả năng là một người có tôi cao cho nên là đôi khi họ không có muốn khuất phục không có muốn gọi là lép uh, vế các bạn ừ, họ có sự rời đi trước các bạn chẳng hạn nhưng mà cuối cùng bây giờ họ lại cảm thấy nhớ cảm thấy buồn và cảm thấy gọi là tiếc nuối cho cái mối quan hệ này và muốn gặp lại bạn một lần nữa à, có thể là bạn đã cho họ một cái tình cảm gì đó rất là ngọt ngào rất là thơ ngây rất là hồn nhiên mà có thể suốt cuộc đời họ cũng khó có thể tìm được một cái người thứ hai như các bạn Chỉ vậy và... Hoặc có khả năng một số bạn là chưa chưa là tình yêu luôn Chỉ mới là cờ rết cũ thôi Nhưng mà có khả năng rời đi rồi ừ. Bởi những cái sự gọi là uh, Cái toi cao hay gì đó Hoặc là tranh cãi mâu thuẫn gì đó chưa hiểu nhau Thì cái người này rất là muốn có sự kết nối thành tình yêu, người yêu của bạn Ừ, muốn cho hành muốn cho nhau một cơ hội nữa ha, để xem coi hành động của họ như thế nào Đây mình thấy có thể là người này đôi khi họ nghĩ là bạn đã có ai đó khác rồi cho nên họ cũng do dự lắm họ nghĩ bạn có rất là nhiều người bạn có nhiều sự lựa chọn và liệu họ muốn quay về nhà, bạn có cho cơ hội hay không và đôi khi không biết là có bị quê hay không vân vân hoặc là bạn có bắt cá nhiều tay hay không họ cứ do dự mãi và họ cũng đang tập trung vào công việc của mình và có thể rằng là cái người này cũng đang rất là bận rộn nhưng mà trong lòng thì nghĩ về bạn À, có thể họ nghĩ bạn đang rất là hạnh phúc với nhiều người khác ừ. có thể người này cũng đang suy nghĩ họ liệu bạn có tiếc nuối họ hay không à, còn đi họ thì họ có thể hơi tiếc nuối đó người này rất là muốn hẹn hò với bạn luôn rất là muốn trao tình cảm muốn trao sự cam kết ừ. nhưng mà có thể người này họ rất là muốn à, kiểu như là rất là muốn biết rõ là bạn đang ở đang độc thân hay là bạn đang có ai đó khác và ngoài ra có thể cái người này họ muốn kết uh, nối tình cảm nhưng với cái điều kiện là bạn phải là cái người kiểu như là nghe theo cái sự hướng dẫn của họ theo cái ước muốn nguyện vọng của họ là để cho họ có sự chiến thắng để cho họ có thể gánh vác mọi thứ đừng có kiểu như là lo sợ để cho họ có thể là chấn an các bạn họ kiểu như là họ sẽ là cái người đảm bảo cái mối quan hệ này cái uh, câu chuyện tình yêu này theo cái con đường mà họ dạy ra cái vậy họ muốn được cái sự thỏa mãn hài lòng vui vẻ trong cái câu chuyện tình cảm này và ngoài ra có thể cái người này dường như mình thấy là với có thể họ đợi họ muốn bạn cho họ cái tín hiệu hoặc họ muốn bạn là cái người quay trở về cái người gọi là chủ động ừ. và nếu như bạn chủ động có thể người này họ sẽ kết nối và nói chuyện hoặc là kiểu như là sẽ muốn đề nghị một cái sự gần gũi hoặc là hẹn hò lại nha. Yeah. Cho nên cái người này cũng phân dân rất là nhiều đang đắn đo đang do dự mặc dù rất là muốn gặp lại các bạn nhưng mà có nhiều suy nghĩ trong họ lúc này, ha. nhiều thứ nhiều điều khiến cho cái người này họ hơi cảm thấy nặng nề và có những cái bước tiến nó khá là chậm. Ừ, họ là họ nghĩ liệu họ cố gắng như vậy có kết quả gì hay không? và có thể um, như mình nói khả Lan là cái người này là như vậy ừ. hoặc họ có khả năng là gửi thông điệp cho bạn thông qua tâm thức thông qua những giấc mơ hoặc họ nam manifest phát các bạn để bạn có thể tìm về với họ à, để bạn có thể chủ động với họ ừ. người này muốn gặp lại nhưng mà lại không muốn chủ động sau khi có thể họ sợ họ chỉ là trò cười trong mắt của bạn khi mà họ quay trở về, nghi suy nghĩ nhiều quá khiến cho cái người này cái bước chân nó cứ sự gọi là nặng nề ở đây. Rồi để mình xem qua đó với những bạn nam xem trả bài thì để xem có người cũ nào muốn gặp lại bạn một lần nữa hay không. ở đây mình thấy có khả năng là cái người này là một người họ ở trong cái um, hai bạn có thể quen nhau môi trường bạn bè gì đó cộng đồng gì đó ở đây có khoảng um, 30% thôi ha còn có khả năng là một số trường hợp là đã chặn rồi ừ. hoặc là không có nói chuyện với nhau nữa hoặc chỉ xem bạn là bạn thôi ừ. ở đây mình thấy cái người này có thể là họ cũng hay dự tiệc hoặc họ hay có sự gọi thích kết nối với gia đình người thân hoặc là đi ăn uống nào đó người này có thể có tầm nhìn xa cũng là một người khá là nhiều có chiến thắng thành công hoặc đây là một người có nụ cười rất là tỏa sáng rất là dễ thương người này rất là đam mê kiếm tiền trong thời điểm này họ rất là nhạy bén và họ có sự gọi là rất là thực tế thực tiễn người này có thể có đeo kính hoặc họ có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống à, và họ, họ có là một người có một sự hơi đa nghi ừ. có một số bạn có thể là chưa phải là người yêu mà chỉ là cờ mà có khả năng hai người có một cái sự hiểu lầm gì đó hoặc là không có đi chung cái hướng đi cho nên là đôi khi có sự cách biệt nhau ở lúc ban đầu. Nhưng mà có thể đâu đó người này họ cũng muốn có một cái cơ hội để có thể nói chuyện lại. Nha, nhưng mà họ thấy bạn đã rời đi rồi cho nên thôi họ im bặt luôn. Đây là một người họ rất là kiên trì nhẫn nại với cái đường hướng tương lai của mình người này là một người họ đang gọi là kiểu nỗ lực xây dựng tương lai hoặc họ đang có những cái kế hoạch gì đó đang có sự khai triển nó và đây là một người đang gọi là cố gắng sống thiện lành sống tốt đẹp sống hướng thiện à, có thể hay đi chùa đi nhà thờ người này trong cuộc sống của họ cũng hay bị người khác canh ghét, đốt kỵ và đây là một người khao khát một cái tình yêu trường toàn vĩnh cửu à, khao khát một cái người có thể đồng hành với họ lâu dài bền chắc rồi Wow, ở đây người này họ rất là muốn lập gia đình ha Có thể một số bạn nếu mà chia tay lâu rồi Cái người này cũng rất là muốn biết bạn đã lập gia đình hay chưa Đang như thế nào Cuộc sống có ổn hay không Nhưng mà đâu đó khoảng 30% như mình nói Người này vẫn muốn cho nhau một cơ hội nữa Muốn gặp lại, muốn nói chuyện Muốn hàng gắn, muốn chữa lành Hoặc là kiểu muốn cho nhau cơ hội để có thể gọi là kết nối Bởi vì có thể là người này họ cảm thấy bạn là một cái đối phương Mất tượng mà có thể có tiềm năng về kết hôn Uhm họ cảm thấy có thể hai người có khả năng gọi là quay trở về nói chuyện rõ ràng với nhau và không có hiểu lầm nữa hoặc là bạn không có xây hàng rào nữa và hai người có sự gọi là cùng hướng về phía trước ừ, bởi vì hai người dường như đều muốn kết hôn thì phải và cái người này họ rất là mong muốn kết hôn xây dựng gia đình họ cảm thấy hai người có thể cặp đôi với nhau được hoặc là có thể gọi đi lâu dài với nhau được nhưng mà với điều kiện là có sự rõ ràng một à, có một cuộc nói chuyện có thể họ rất là muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng thỏa hiệp gì đó giữa đôi phương, giữa hai bên để có thể là cho nhầm cơ hội xem có có khả năng còn đi lâu dài được hay không còn có duyên hay không nha người này trong cảm giác họ đối xử với bạn giống như cảm giác gia đình gia đình vậy đó nói chung người này rất là mong muốn có một cuộc nói chuyện với các bạn một cuộc gọi điện một cuộc nhắn tin À, có thể họ chờ các bạn và họ sẽ cho bạn cơ hội nếu như các bạn có sự gọi là dứt bỏ cái lớp hàng rào hoặc có sự gọi là kiểu hành động nha hiện tại cái khả năng là họ chờ đợi thôi còn có có cơ hội hay không là ăn thua các bạn họ có sự tập trung hơn vào sự nghiệp tài chính gia đình của mình và có thể cũng cho cơ hội bản thân để có thể tìm kiếm một cái người nào đó để có thể cho họ một cái máy ấm nhưng mà có thể năng người này dẫn cho bạn một cơ hội để có thể quay trở về và làm rõ vấn đề với nhau và giải quyết cũng như là xem có thể là kết nối lại được hay không một số mà bạn không chặn còn những bạn chặn thì có thể là họ cũng không có còn muốn ha chỉ là những bạn nào mà không có có chặn thì có thể người này còn muốn À, còn muốn quay trở về còn muốn uh, nói chuyện Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó sông ngư market xử nữ tự giải kim ngưu sông tử chữ cái trong tên chữ e chữ z chữ l chữ r cái em tên của bạn của người đó chữ bờ chữ giờ hoặc đờ chữ g chữ b phở chữ q chữ tờ giờ mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi cái người có một cái người cũ nào đó muốn gặp lại bạn một lần nữa vào lúc này họ là ai và hành động tiếp theo của họ là gì ừ, và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tuổi ba là những người có thể hiện tại đang nỗ lực kiếm tiền, hy vọng mình sẽ có một cái cuộc sống giàu có đủ đầy dư dả và sung túc hơn. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn là những người đang có một cái sự gọi là đang có những dự định gì đó trong thời gian tới có thể là muốn đi xa, muốn đi du lịch hoặc là đi nước ngoài làm việc, hoặc là muốn có một cái sự phát triển mở rộng khả năng tài năng của mình hoặc là bạn đang chờ đợi trong ngóng một cái tin tức gì đó từ xa có thể là các bạn sắp có một cái sự ước mơ trở thành hiện thực hoặc là có những cái sự chiến thắng thành công đang được mang đến cho các bạn nha yeah. rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì cái người cũ nào mà đang gọi là muốn kết nối với các bạn muốn gặp lại các bạn một lần nữa và hành động của họ như thế nào ha thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy. Người cũ nào đang muốn gặp lại các bạn nữ một lần nữa đây. Đây là một người có thể có khả năng làm việc rất là tốt, chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền, siêng năng, có thể là năng lượng trẻ trung, nhiệt huyết, nhiệt tình. À, và họ có sự cầu toàn ít nói làm nhiều và có khả năng là một người cũng hay uh, giữ chữ tính hoặc là trung thực. Người này có thể là cuộc sống của họ họ nghiêng về vật chất tiền tài, họ khao khát một cuộc sống độc lập và có thể họ cũng có tiền và có một cái sự gọi là dự trữ hoặc là tiết kiệm cho cuộc sống của bản thân. Người này á, mình thấy wow <laughs> có thể là một người mà có nhiều tính cách hoặc là mình thấy có tới ba người chứ không phải một người luôn. Ở đây mình thấy có thể là có người thứ hai thì cái người này mình thấy họ là một người lý trí quyết đoán hoặc có khả năng lớn tuổi hơn người kia ha là một người biết phân tích vấn đề cặn kẽ biết phân tích mọi thứ một cách logic một người rất là khôn ngoan và có thể khuôn mặt cái người này có vẻ hơi gọi là lạnh lùng nguyên tắc hoặc là ít nói nhìn rất là kỹ cương trật tự ha và người thứ ba là một người mang nguồn năng lượng cũng trẻ trung nhờ tình cảm ấm áp ngọt ngào biết ân cần chu đáo biết quan tâm từ tốn và có sự tinh tế À, thì mình thấy có ba người hoặc là có khả năng một người ba tính cách như mình nói nói chung người này có học thức cao và họ có khả năng là một người làm việc hay họp bàn với đội nhóm nhiều hoặc là họ là một người hay có đạo hoặc là có cái sự thích học hỏi nghiên cứu những cái lĩnh vực mới hoặc là có sự giao lưu văn hóa phong tục tập quán nào đó người này họ rất là chú trọng về mặt sức khỏe họ có khả năng là một người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc là một người rất là quan tâm đến sức khỏe của mình À, và họ biết quan tâm chăm sóc người khác ừ. là một người có một cái sự gọi là thích hòa bình và có sự kiên nhẫn và kiên trì nha có sức chịu đựng bền bỉ cao có một số trong đó có khả năng là một người khác là nổi tiếng nổi bật trong cái trong cái lĩnh vực của họ hoặc đây là một người cũng rất là thích làm từ thiện nha người này à, mình thấy dường như là họ đã từng ở trong một cái trạng thái như là kiểu rất là bận rộn á à, tối ngày à, có một sự gọi là vùi mình trong công việc thôi hoặc họ đang cảm thấy như mình đang ở trong một cái ngục tù của những cái nỗi buồn à, hoặc là ở đây mình thấy có thể là cái người này họ làm việc cũng rất là đa nhiệm đa tài họ có khả năng là một mình họ có thể quản lý giải quyết mọi thứ cùng một lúc thấy người này họ làm trong công việc liên quan đến nấu ăn chẳng hạn à, hoặc là họ rất là có chuyên môn ừ. À, người này rất là cô đơn có thể làm mọi thứ mọi việc đều phải họ dạy tự mình giải quyết hoặc có bệnh đau thì có thể là tự mình chăm sóc bản thân của mình ừ. có thể người này họ cũng tin vào định mệnh số phận ha hoặc là có thể cái người này họ cũng uh, có kiến thức về uh, tâm linh hoặc là có khả năng xem bài người này rất là yêu thú cưng đặc biệt có thể là loài chó và có khả năng là trong mắt người khác người ta rất là tín nhiệm cái người này 嗯。Mm. đây tại sao cái người này họ lại muốn gặp bạn một lần nữa bởi vì có khả năng là họ cảm thấy bạn là người rất là tốt và họ có khả năng cũng không muốn bỏ lỡ đánh mất bạn là cái người đem đến cho họ cái cảm giác an toàn cảm giác gọi là tươi tắn hoặc là bạn giống như là một cái nữ thần mặt trời trong mắt của họ lúc này có thể là họ rất là muốn nói chuyện các bạn muốn nhắn tin hoặc có dạo gần đây họ hay nhớ hay nghĩ đến các bạn hoặc có những cái điều gì đó gợi nhớ về bạn đối với họ rất là nhiều có thể họ nghe bài nhạc nào đó họ lại nghĩ đến các bạn chẳng hạn à, người này có thể muốn có cuộc nói chuyện muốn có khởi đầu mới các bạn hoặc họ đang có những cảm giác rung động về chuyện tình ái với các bạn ở đây à, họ muốn hai người có một cái sự gọi là cùng nhau hướng tới một cái tương lai tươi sáng hơn bởi vì họ nghĩ rằng bạn với họ rất là hợp nhau về suy nghĩ về cách nói chuyện về cách làm việc cùng nhau cố gắng ha và là những người có sự thực tế thực tiễn à, khôn ngoan Ừ. Nói chung họ cảm thấy bạn là người có thể đi lâu dài với họ được đó Và có thể hai người chia tay Bởi vì có thể các bạn quá bận rộn Hoặc có vấn đề về sức khỏe Hoặc chia tay có thể là do hiểu lầm gì đó Thì cái người này rất là muốn giải tỏ Cái sự hiểu lầm giữa đôi bên ừ. Mình thấy là như vậy Hoặc là bận biểu công việc quá nhiều Để coi ở đây mình thấy dường như là có khả năng là cái hành động sắp tới người này có thể họ họ đang chờ bạn hành động, có thể là họ cảm thấy bạn im lặng, họ muốn bạn là cái người hành động. Nha, yeah. hoặc là có thể họ cũng sẽ nhắn tin để xem coi hai người có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau hay không. Dường như cái người này thì họ thì muốn gần gũi các bạn còn bạn thì lại không muốn hoặc là biểu như bạn có một sự muốn giữ sự trong trắng hoặc là không có muốn bị họ kiểm soát, thao túng người này thì khao khát gần gũi còn bạn thì lại kiểu như là có một cái sự khép kín hơn nên hai người có sự bất đồng quan điểm và cái người này cũng suy si đi nghĩ lại rất là nhiều liệu có nên kết nối bạn hay không và liệu bạn có thay đổi suy nghĩ hay không à, liệu bạn có cho cơ hội hay không hay là dẫn cái vấn đề cũ vẫn tranh cãi cũ ừ. liệu bạn có tiếc nuối khi mà họ rời xa hay không hai người có thể là chiến tranh lạnh với nhau và có khả năng là 7749 lần cái người này suy si đi nghĩ lại đấu tranh tâm lý thì có khả năng là họ sẽ có một sự kiểu cho một cơ hội nhắn tin thử coi xem sao khoảng 10% phần trăm thôi ừ. bởi vì mình thấy người này chẳng co suy nghĩ có nhiều người suy nghĩ nhiều quá rồi cuối cùng không làm gì hết à. và chỉ có 10% trăm một số người kiểu như là mạnh mẽ và rất là khao khát rất là ham muốn rất là mong muốn có sự kết nối lại có sự cố gắng cho nhau một cơ hội và nếu như bạn vẫn không thỏa hiệp và không có thể thay đổi được cái cái vấn đề giữa hai người không có thể giải quyết được thì cái người này họ sẽ đi tìm người khác kiểu vậy bởi vì họ rất là mê mẩn cái nguồn năng lượng của các bạn hoặc họ bị thu hút bởi bạn rất là nhiều rất là mạnh mẽ luôn ừ. rồi để mình xem đối với những bạn đang xem trai bài thì người cũ nào đang muốn gặp lại bạn một lần nữa và ở đây có một số bạn là chưa phải là đối với bạn bạn nữ xem cho bài có thể đôi khi có khả năng là chưa phải là người cũ mà mới là cờ rớt thôi mà có sự bất đồng quan điểm cho nên là im lặng ừ, thấy có một số trường hợp là như vậy người cũ nào của các bạn muốn kết uh, nối lại thấy có thể đây là một người họ rất là yêu thương gia đình cha mẹ họ có khả năng rất là giống mẹ của mình hoặc đây là một người mang nguồn năng lượng của sự trưởng thành có khả năng quán xuyến quản lý tốt mọi thứ nha yeah. ngoài ra có thể cái người này là một người họ tôi tin tưởng hiểu biết và họ là một người sống cổ điển họ thích có thời gian không gian ở ngoài thiên nhiên họ không có thích cái ồn ào náo nhiệt họ không có thích ở gần những cái người gọi là tiêu cực à, người này họ có khả năng đi theo cái con đường riêng của mình Dạ gần đây có thể họ cũng hay bị ám ảnh à, về những kỷ niệm xưa cũ với bạn chẳng hạn à, người này có thể có như mình nó có con riêng hoặc họ rất là yêu trẻ con trẻ thơ và ừ. ngoài ra người này rất là thích thích chân bông chân hoa để cái người này đang trong quá trình của sự chuyển đổi nhà cửa hoặc là công việc, hoặc là tư duy suy nghĩ của mình. Người này có khả năng là đang dành thời gian một mình để nhìn nhận lại những cái gì đã qua và có sự cố gắng khắc phục lại mọi thứ. À. Đây là một người có thể là công việc chồng chất, rất là nhiều việc và có thể là trong lúc họ khó khăn họ cũng hay được người khác giúp đỡ đặc biệt có thể họ hay được gia đình giúp đỡ hoặc là họ thích giúp đỡ người khác người này có thể năng là họ có sự từ bỏ những cái gì đó không phù hợp với mình họ đã được cái sự gọi là thức tỉnh rồi họ hay bị người khác nói xấu chỉ trích thuê bình và có thể người này trong cuộc sống có khả năng là cũng nóng tính hoặc là cũng hay bị người khác làm cái gì đó kiểu như quyền rủa họ rồi đó người này có thể ở một cái nơi nào đó hơi nóng ha và có thể cái người này họ cũng thích cái kinh doanh về bất động sản à, hoặc là có thể họ cũng có sự đủ đầy có nhà có cửa có đất có đai đây mình thấy có thể là cái người này dạo gần đây có thể họ hay nghĩ nhớ các bạn hoặc là họ cảm thấy bị ám ảnh À, giống như là có một cái sự tâm linh tương thông giữa hai người hoặc là họ cảm nhận như bạn đang có một cái điều gì đó muốn nói với họ, đang muốn kết nối lại, à, có những cái lời nói hoặc là suy nghĩ hoặc thông điệp bạn gửi đến như là những cái bài hát gì đó như kiểu họ cảm nhận như bạn còn yêu còn thương họ, à, còn muốn làm lại hay gì đó. Có thể một số bạn đã chặn nhau rồi hoặc là ngắt kết nối hoàn toàn không có nói chuyện với nhau nữa. Cho nên là mình thấy có thể là cái người này đôi khi có khả năng là cũng có khoảng 20% thì có thể là không có muốn kết nối nữa. Được rồi đi hoàn toàn cũng đã có người mới, có người yêu mới. Và những phần trăm còn lại có thể là vợ gần đây bị ám ảnh và có thể cũng muốn gặp lại nhau một lần nữa để xem sao. Ừ. Có thể người này cũng đang tự hỏi liệu bạn đã có người yêu hay chưa, Ở cuộc sống như thế nào, có hạnh phúc hay không. Ừ. Liệu hai người có còn cơ hội để có thể kết nối lại được hay không. Hoặc là vợ gần đây họ nhận được những thông điệp gì đó liên quan đến bạn ha gợi nhớ họ về bạn điều đây có phải là đúng là bạn đang gửi cho họ cái thông điệp đó hay không người này có khả năng là đang cố gắng gọi là ngăn chặn những nỗi nhớ hoặc là đang cố gắng là giữ cho mình cái sự gọi là tập trung vào bản thân yêu thương bản thân của mình chăm sóc cho bản thân của mình sắc đẹp thể chất cơ thể tinh thần rồi đó thấy là như vậy thế này người này cũng hơi do dự liệu có nên kết nối hoặc liệu có nên hành động hoặc liệu có nên nhắn tin cho bạn hay không vân vân nhưng mà họ ở trong cái trạng thái bị động nha người này họ đợi bạn nhắn tin thì họ sẽ trả lời còn riêng họ thì họ sẽ có sự chủ lành tâm hồn tinh thần và họ là một người có cái tôi cao hoặc là họ luôn giữ những cái, cái cái phong độ của mình Yeah, cho nên là cái người này có khả năng là họ có những cái quyết đoán Những cái lý trí hoặc là có những cái luật lệ gì đó Họ nghĩ là họ đúng rồi Nếu như bạn muốn quay trở về thì bạn phải có một sự thỏa hiệp nha yeah, Để cho họ có sự cơ trên Còn nếu như bạn quay trở về mà không có giải quyết được Và bạn vẫn con nít không có thể thỏa hiệp được Thì thôi kết thúc luôn, chia tay luôn Thấy là như vậy người này họ sẽ không gọi là hạ thấp giá trị của mình bởi vì để thể thể thỏa mãn bạn hoặc là thỏa mãn một cái nhu cầu mong muốn gì đó của bạn ừ. họ sẽ đứng lên bảo vệ cho quyền lợi bình đẳng bảo vệ trái tim của mình không có dễ bị tổn thương còn nếu như bạn không trở về thì thôi họ sẽ cũng quen một người khác phù hợp hơn kiểu vậy Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Nhân mã Bạch Dương Kim Ngưu Cự giải Sư tử Trong ngư Chữ cái trong tên Chữ N Chữ V Chữ Q Chữ E Chữ M Chữ Y dài Chữ A Và chữ F và mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn